Xin chào các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì tôi đã quay trở lại với việc đặt lên bàn cân hai chiếc đồng hồ có một đặc điểm chung, đó chính là sở hữu lớp vỏ Tectono cùng cái dáng vỏ với những chiếc đồng hồ triệu đô Richard Mille. Đó, và hai chiếc đồng hồ ngày hôm nay thì của tôi đó chính là hai chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu. Thứ nhất là Frank Mueller, thứ hai đấy là Iblo. Ở cuối video này thì tôi sẽ có một phần quà nhỏ nhỏ tặng cho anh em. Thì anh em hãy cùng theo dõi đến cuối video này để xem cái game show của chúng ta là gì anh em nhé. Hai thương hiệu này là đồng hồ độc lập non trẻ, chính xác là non trẻ. Với Iblo thì có tuổi đời khoảng 30 năm, còn Frank Mueller thì cũng vậy. Hai thương hiệu đồng hồ này thì không phải là những cái nhà sản xuất đồng hồ truyền thống như chúng ta đã biết, như là Patek Philippe hay Rolex có tuổi đời cả trăm năm. Hai thương hiệu đồng hồ này thì mới chỉ có vài chục năm trở lại đây mà thôi, giống như Richard Mille. Nhưng ngày hôm nay khi chúng ta nhắc đến những thương hiệu này, Iblo này, Frank Mueller hay là Richard Mille, thì tất cả chúng ta, rất là nhiều người chơi đồng hồ đều biết, đúng không ạ? Thì hôm nay thì tôi có hai chiếc đồng hồ với có một cái dáng vỏ rất là hot thời gian gần đây, đó chính là dáng vỏ cái thùng cải tiến. Cái dáng vỏ này thì nó là hot trend từ những năm 2015, 2014, 2015 trở lại đây. Và thực sự ra mà nói thì đây không phải là một cái dáng vỏ mới, mà trước đây Omega hay là rất là nhiều thương hiệu đã làm cái dáng vỏ này rồi, dáng vỏ cái thùng. Nhưng mà nó thật sự thành công bởi vì Richard Mille đã đưa cái dáng vỏ này, cải tiến nó một chút, và nó đưa đến chúng ta những luồng gió mới. Nói về thương hiệu thì hiện nay Iblo có phần mạnh mẽ hơn, có phần nổi tiếng hơn Frank Mueller. Bởi vì sao? Bởi vì như anh em đã biết, 1-2 năm trước có tổ chức những cái sự kiện rất là lớn liên quan đến đá bóng này, hay là những cái sự kiện liên quan đến boxing mà rất là nhiều người trên thế giới dõi theo. Vậy còn Frank Mueller thì sao? Frank Mueller ấy, xuất thân ấy, là từ ngài Frank Mueller. Ông ấy là một trong những nhà chế tác đồng hồ độc lập rất là đỉnh, sáng tạo ra cái thương hiệu này. Trước đây, cách đây khoảng tầm 20 năm thì ông ấy làm ra những chiếc đồng hồ phức tạp nhất. Đến ngày hôm nay thì cái chiếc đồng hồ phức tạp nhất ấy, nó không phải là thuộc về Patek hay là một thương hiệu đồng hồ nào khác đâu, mà nó lại thuộc về Frank Mueller anh em ạ. Chiếc đồng hồ đấy thì rất là nhiều chức năng, như là điểm chuông này, chuvion này, hay là lịch thiên văn vân vân, rất là phức tạp. Thì chiếc đồng hồ đó thì anh em có thể search ở trên mạng, hoặc là truy cập một số cái website ví dụ như là watchbook.vn để chúng ta tham khảo về chiếc đồng hồ đó. Frank Mueller hiện nay nó không có được cái vị thế như ngày xưa nữa, mà khi nhắc đến Frank Mueller thì người ta sẽ nghĩ đến những chiếc đồng hồ phức tạp. Nhưng không, ngày nay đa phần chúng ta sẽ nghĩ đến những chiếc đồng hồ thời trang. Với khoảng 5-7 năm trước thì là những chiếc Long Island phun kim cương. Ngày nay thì đó là những chiếc với cái dáng vỏ giống như là RM, nhưng nó lại là Frank Mueller, giá rất là hợp lý, chẳng hạn là vậy. Hai chiếc đồng hồ này thì nếu mà để nói so sánh về dáng vỏ thì nó có cái kết cấu hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên là với cái phiên bản mà không có kim cương ấy, thì tôi đánh giá Iblo có độ hoàn thiện nó mang tính chất là nó tương phản hơn với độ hoàn thiện mài xước, cũng như là ở những cái ở phần bezel này được làm nó nổi khối hơn, tức là nó chia được rõ ra theo cái dáng vỏ sandwich của Iblo Spirit Big Bang ấy. Cá nhân tôi thì tôi thấy độ hoàn thiện của Iblo nhỉnh hơn Frank Mueller, chiếc đồng hồ Frank Mueller Jacking này đó. Với cái phiên bản Justin vàng hồng này của tôi đang cầm ở trên tay ấy, thì tôi có một cái cảm giác, đấy chính là vì là nó được đánh bóng toàn bộ, thế nên là nó dễ bị dấu vân tay hơn. Và nếu là tôi thì tôi sẽ thích cái hoàn thiện trải xước hơn, giống như cái phiên bản Iblo Spirit Big Bang hay là những chiếc RM. Thì ngoài về vấn đề lớp vỏ ra thì hay nói về kết cấu đi. Cái kết cấu của chiếc Spirit Big Bang này tôi nghĩ là nó là 3 lớp, mà tôi thấy là nó mang tính chất tương phản rất là cao. Nó nổi khối rất là rõ ràng. Còn chiếc Frank Mueller ấy, nó nhẹ nhàng, nó tinh tế hơn, và nó không có mạnh mẽ như chiếc Spirit Big Bang. Cái này thì nó do sở thích của mỗi người. Vì vậy tôi sẽ đánh giá về cái kết cấu vỏ của hai chiếc đồng hồ này sẽ như nhau, bằng điểm nhau ở trong cái vấn đề về phần vỏ. Vậy còn phần dây da thì sao? Phần dây da và hai chiếc đồng hồ này đều có một điểm chung nữa, đó chính là dây da, dây mặt trên là da, ở dưới là cao su. Thì cá nhân tôi thì tôi cảm giác là cái chiếc Iblo có một cái phần vân da nó chắc chắn, và cái phần da của Iblo ấy nó bền bỉ hơn là
chiếc Frank Muller này. Bởi vì sao? Khi tôi sờ cái chất da của Frank Muller ấy, và trước đây tôi có một số khách hàng phản ánh về cái da của Frank Muller, nó sau một thời gian sử dụng nó sẽ bị gãy và gập. Một phần cũng vì đây là anh em, đây là với chiếc vàng hồng này nó sẽ dùng khóa cài nhá. Còn với những cái phiên bản mà sử dụng khóa đôi của Frank Muller ấy, thì rất hay hỏng cái lẫy khóa đó. Thì với cái phần dây và khóa tôi sẽ đánh giá Hiplo cao hơn là Frank Muller. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề gì? Đó chính là về máy đi. Về máy của hai chiếc đồng hồ này thì tôi phải khẳng định luôn với anh em là Frank Muller thì không có cửa so với Hiplo. Hiplo ấy, Spirit Big Bang ấy, trước đây Hiplo Big Bang ấy thì họ sử dụng những cái cỗ máy cơ bản ETA. Và hiện tại bây giờ Frank Muller vẫn sử dụng những cỗ máy đấy. Đối với tôi thì những cái cỗ máy ETA ấy nó phù hợp, nhưng nó phù hợp với những chiếc đồng hồ giá rẻ chứ không phải là với những chiếc đồng hồ mà có thương hiệu và với mức giá trên vài ngàn đô. Anh em ạ, với những chiếc Hiplo ấy thì họ đã cải tiến rồi, nhất là những chiếc Spirit Big Bang, họ đã sử dụng máy của họ, máy in-house của Hiplo. Đó là một lý do vì sao tôi đánh giá cái cỗ máy của Hiplo tốt hơn là Frank Muller hiện nay. Frank Muller hiện nay vẫn sử dụng máy ETA, những cái cỗ máy cơ bản ETA Celita. ETA Celita là những cái nhà sản xuất máy đại trà số lượng. Thì tôi không đánh giá cao cái cỗ máy này lắm cho những chiếc đồng hồ mà tôi đánh giá như tôi nói với anh em là có giá vài ngàn đô trở lên đó. Thì về cái yếu tố về máy thì tôi đánh giá Frank Muller thấp hơn là Hiplo. Và cuối cùng mà một yếu tố rất là quan trọng, cái này thì nói nó mang tính chất là chủ quan đấy nhá, đó là cảm giác lên tay. Thì tôi có một lời khen cho Frank Muller Justin V45, vì đây là hai chiếc đồng hồ đều là oversize. Nhưng anh em có thể thấy nhá, khi tôi lên tay chiếc Justin của Frank Muller thì nhìn thật sự là nó phù hợp với tay của tôi hơn là chiếc Hiplo Spirit Big Bang. Đây anh em có thể thấy được đúng không ạ? Thì cái cảm giác này nó đem đến cho tôi một cái cảm giác nó feeling, cái cảm giác nó ok hơn là khi tôi lên tay chiếc Spirit Big Bang. Nhưng cái gì nó có ưu và nhược điểm của nó, thì cái việc mà chúng ta lên tay chiếc Frank Muller này nó cũng với cái dây khóa đơn này nó sẽ làm cái tuổi thọ của dây nó giảm đi. Còn với chiếc Hiplo này thì nó rất là thông minh với khóa đôi. Về cảm giác lên tay thì tôi đánh giá cao Frank Muller hơn, thì tôi sẽ được cộng một điểm cho chiếc Frank Muller này. Hôm nay là ngày Diego, là ngày mất đấy, ngày mất và ngày nổi tiếng. Chắc là ngoài bóng đá ra thì với đồng hồ ấy, ông rất là nổi tiếng với việc ông thường xuyên đeo hai tay hai đồng hồ. Hôm nay là một ngày cũng rất là nhiều cảm xúc với tôi đấy. Thế là thôi, dành 5 giây để dành cái lòng kính trọng đấy đến tượng đài bóng đá của thế giới. 2000 years later. Ok, thế là chúng ta đã có được tỷ số là 2-1 cho cái màn versus hai chiếc đồng hồ này. Vậy cuối cùng giá của chiếc đồng hồ nào sẽ tốt hơn khi chúng ta mua mới, và giá chiếc đồng hồ nào sẽ thanh khoản tốt hơn khi chúng ta bán đi sau quá trình thời gian sử dụng? Đây cũng là một cái vấn đề rất là nhiều anh em quan tâm. Thì có một điểm chung là như thế này, đấy là thương hiệu đồng hồ nào đang làm tốt marketing trên thị trường thì cái việc giá của cái chiếc đồng hồ đó ở trên thị trường sẽ giữ tốt hơn, kể cả là việc chúng ta mua mới hay mua cũ. Hai thương hiệu này, một thương hiệu đang rất là mạnh trên thị trường đó là Hiplo, ai cũng nói đến Hiplo, còn Frank Muller thì nó đang chững và hơi có phần đi xuống một chút. Điều đấy thì cũng sẽ lý giải ra là lý do vì sao khi chúng ta mua một chiếc Hiplo mới mà chúng ta bán đi sẽ có giá và giữ giá hơn là việc chúng ta mua một chiếc Frank Muller mới và bán đi. Đó, thì phần giá thì có lẽ là nó phụ thuộc quá nhiều về thương hiệu, nên cái điểm này, cái chi tiết này thì tôi lại cộng một điểm nữa cho chiếc Hiplo Spirit Big Bang. Và cuối của video này thì chúng ta đã thấy được là tỷ số nó là 3-1, hoàn toàn nghiêng về Hiplo Spirit Big Bang. Và như đã hứa với anh em, để cuối video này thì tôi có một món quà tri ân tới những anh em. Thể lệ cuộc chơi rất là đơn giản. Ngày hôm nay xưởng da của chúng tôi mới sản xuất ra một hộp rất là đẹp, nó giống như là cái hộp travel box của Patek. Thì tôi sẽ xin dành
hai phần thưởng, hai chiếc hộp dành tặng cho những anh em comment ở video YouTube này, hai số điện thoại mà trùng với kết quả của video sau. Chúng tôi sẽ mở cái phần mềm random lên, và chúng tôi sẽ quay số, và chúng tôi sẽ lựa chọn hai khách hàng, hai người xem trùng với cái số comment ở video này anh em nhé. Và chúng tôi sẽ gửi tặng anh em những món quà chiên nho nhỏ trong những video tiếp theo. Thì anh em thấy cái video này hữu ích, hay là anh em thấy kênh xứng đáng để follow, thì đừng ngần ngại like, share, comment, ủng hộ kênh anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.